Theo hãng tin Reuters, cựu Tổng thống Sarkozy, 66 tuổi, nhiều khả năng sẽ không phải ngồi tù. Thẩm phán tại tòa án Paris cho biết ông có thể thi hành án tại gia và đeo thiết bị giám sát. Theo các công tố viên, đảng Những Người Cộng Hòa của ông Sarkozy đã chi gần gấp đôi mức tiền cho phép và thuê một công ty quan hệ công chúng để che giấu khoản tiền này. Luật bầu cử Pháp quy định các ứng viên tranh cử tổng thống chỉ được chi 19,2 triệu euro, khoảng 22,5 triệu USD cho chiến dịch vận động của họ. Ông Sarkozy bác bỏ cáo buộc trên. Ông tuyên bố bản thân không tham gia vào khâu hậu cần của chiến dịch tái tranh cử, cũng như không biết tiền bạc được chi tiêu như thế nào ở thời điểm nước rút của cuộc bầu cử. Tuy nhiên, phía tòa án cho rằng ông Sarkozy biết về việc bội chi nhưng không giải quyết vấn đề. Ông Sarkozy là cựu tổng thống Pháp đầu tiên ở thời hiện đại nhận hai bản án tù giam. Hồi tháng 3 vừa qua, ông Sarkozy bị tuyên án 3 năm tù giam vì tội tham nhũng và lạm dụng sức ảnh hưởng. Trong đó có 2 năm là án treo, ông Sarkozy đã kháng cáo bản án này. Reuters nhận định ông Sarkozy sẽ khó duy trì tầm ảnh hưởng trong đảng Cộng Hòa khi nhận liên tiếp 2 bản án trong năm nay. Ông Sarkozy giữ vai trò Tổng thống Pháp từ năm 2007 tới năm 2012 và đến nay vẫn là gương mặt quan trọng trong chính trường của quốc gia này. Giới quan sát cho rằng ông sẽ phải kín tiếng hơn trong cuộc bầu cử Tổng thống 2022. Vị cựu Tổng thống này vẫn chưa có kế hoạch tham gia tranh cử. Tuy nhiên, với vị trí nổi trội của mình, ông Sarkozy được kỳ vọng sẽ lên tiếng ủng hộ ứng viên tiếp theo của đảng Cộng Hòa.